xuất xưởng combo 2 xe Wayan pha mọi người nhé. Tại điện máy xe máy đi bộ ngã ba thị trấn Đồng Mỏ ạ. Xuất xưởng cùng một lúc 2 xe ạ. Vâng. À, khách hàng đang ngồi làm giấy tờ trên này ạ. Đến là chọn, chọn là mua được ngay mọi người nhé. Giá chỉ từ 18 triệu hơn kìa. Giá chỉ hơn 18 triệu một xe Wayan pha mọi người nhé. Đang có chương trình khuyến mại tặng 500.000 tiền mặt một xe ạ. Tại điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Cửa hàng em xuất xưởng cùng lúc 2 xe ạ. Cho hai khách hàng yêu thương. Xin chào Phùng Trung Tình, xin chào Lê Lê ạ. Cửa hàng em hỗ trợ mua xe trả góp, trả trước 0 đồng mọi người nhé. Tất cả những xe tại cửa hàng dưới 40 triệu đều có chương trình hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng ạ. Đây là Wayan pha màu xanh than ạ. Kia là Wayan pha màu đỏ ạ. Xong lắp cho chị con Alpha màu thanh tím than này nhé. Cứ lắp đi, khách trả trước được chục triệu rồi, còn nợ tí, kiểu gì chẳng được. Lúc nào xong thì hắn đổ xăng. Mà tập trung lắp con Wayan pha đỏ cho về trước đi. Cửa hàng Huy Bộ em hỗ trợ mua xe trả góp trả trước 0 đồng mọi người nhé. Sương sương buổi sáng. Hôm nay 17 vẫn chốt được 2 xe rồi ạ. Rất nhiều mẫu xe chờ mọi người đến mua ạ. Cửa hàng vẫn hoạt động bình thường mọi người nhé. Hôm nay là thứ hai đầu tuần ạ. Xin chào anh Khanh ca ca. Thứ hai đầu tuần. Không khí mua sắm vẫn rất là tất bật và nhộn nhịp. TV mọi người ơi, TV hôm qua cửa hàng mình về rất nhiều mẫu nhá. Cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay 43 rồi là 32. Có hết mọi người nhé. Một biển xe luôn mọi người nhé. Không có gì ngoài xe luôn ạ. Làm được biển xe của em chưa? Nếu mà được thì cửa hàng chị sẽ liên lạc Khanh ca ca nhé. Dạo này công an cấp biển làm chậm lắm. Nó làm đầu tuần bấm biển mà cuối tuần mới được đăng ký cơ. Biển thì xong nhanh nhưng mà đăng ký thì lâu. Có thì cửa hàng chị sẽ alo ngay. Xin chào bạn Vân Anh ạ, xin chào bạn Ngọc Hoan ạ. Hôm nay thứ hai đầu tuần mọi người không đi làm ạ. Rảnh thì vào xem xe cùng em nhé. Tiện lúc cửa hàng em đang xuất xưởng 2 xe. 2 xe Wayan pha giá chỉ từ 18 triệu hơn mọi người nhé. Ok, ok anh Khanh ca ca. Dạ vâng, xin chào Nguyễn Tiến Anh ạ. Cảm ơn Nguyễn Tiến Anh nhé. Honda Vision chỉ từ 30 triệu hơn một xe thôi ạ. Tối quá nhỉ? Bên trong tối quá. Phải vào trong một tí nữa thì mọi người mới nhìn thấy hàng bên này. Rất nhiều mẫu xe đẹp nhé. Xe tay ga đủ các phiên bản mọi người nhé. Đặc biệt là xe tay ga, cửa hàng em rất sẵn rất nhiều bạn ạ. Honda Vision chỉ từ 30 triệu một xe thôi ạ. Hỗ trợ mọi người mua trả góp, trả trước 0 đồng. Honda Everblade cũng vậy ạ. Hôm qua có bạn hỏi Everblade phiên bản giới hạn. Everblade phiên bản giới hạn cửa hàng mình có sẵn nhá. Đây ạ, giá cũng chỉ từ trên 40 triệu một xe thôi ạ. Xin chào Minh Lê ạ. Đây là Everblade mọi người nhé. Everblade phiên bản giới hạn đây ạ. Xin chào Nông Văn Bé ạ. Ngoài bản giới hạn thì có bản đặc biệt, bản cao cấp mọi người nhé. Đầy đủ hết ạ. Mua trả góp, không giới hạn luôn. Quay lại trên mục chính, cửa hàng em đang xuất xưởng cùng một lúc 2 xe Wayan pha mọi người nhé. Hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng. Hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng rồi.
Đề máy vọt ngay, không lo về giá.